Biển Đông, học giả Mỹ lên tiếng về công hàm Phạm Văn Đồng. Các học giả đều cho rằng, Trung Quốc suy diễn nội dung công hàm Phạm Văn Đồng không theo tinh thần luật pháp quốc tế. Liên quan đến việc Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên hợp quốc, có viện dẫn công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 công hàm Phạm Văn Đồng, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Mến Mỹ, nhận định rõ ràng Trung Quốc đã xuyên tạc trắng trợn nội dung công hàm Phạm Văn Đồng. Tương tự, đại tá Raul Pedro Do, cựu cố vấn pháp lý thuộc bộ tư lệnh thái bình dương hải quân mỹ cũng nhận định trung quốc không đủ cơ sở để nói việt nam thừa nhận chủ quyền của bắc kinh đối với hai quần đảo trường sa hoàng sa thứ nhất các học giả khẳng định đây là ý đồ xấu của trung quốc theo giáo sư ngô vĩnh long bằng việc viện dẫn công hàm phạm văn đồng trung quốc có ý đồ bào chữa cho việc xâm chiếm hoàng sa và trường sa bằng vũ lực cũng như việc đã và đang tiếp tục đe dọa và bành trướng trong biển đông Thêm vào đó, có thể Trung Quốc muốn dùng thuyết As upper be acquiescence, tức là nếu Việt Nam im lặng hay không phản đối thì có nghĩa Việt Nam đồng ý với những đòi hỏi của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã liên tục phản đối những đòi hỏi của Trung Quốc và phản kháng các hành động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Một trong những văn bản bác bỏ một cách chi tiết những luận điệu của Trung Quốc là công hàm số 22/HC trên HC đến 2020 ngày 30 tháng 3 năm 2020 được Việt Nam gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc ông Long nói: Lý giải về nội dung công hàm Phạm Văn Đồng, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng công hàm này không hề đề cập đến Hoàng Sa và Trường Sa, cũng không nói gì đến việc thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này. Cụ thể, công hàm Phạm Văn Đồng viết rất rõ Việt Nam ghi nhận và tán thành quyết định về hải phận 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố trước đó, tháng 9/1958. Từ hải phận trong bối cảnh này phải được hiểu là lãnh hải, chứ không phải các vùng biển bao gồm cả Trường Sa, Hoàng Sa như một số người nghĩ. Cũng theo ông Long, công hàm Phạm Văn Đồng cũng không phải là một hiệp ước quốc tế mà đơn thuần chỉ là tuyên bố đơn phương. Tuyên bố này không có giá trị pháp lý khi xét trên phương diện quốc tế. Dựa vào các án lệ quốc tế và theo Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam, vẫn còn hiệu lực vào năm 1958, thì một hiệp ước phải được sự chấp thuận của nhiều lãnh đạo gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch và Nội các điều 44. Ngoài ra, những hiệp ước liên quan đến các vấn đề quan trọng chủ quyền lãnh thổ thì phải được Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất phê chuẩn thì mới có hiệu lực, điều 22 và 23 Hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không cho phép thủ tướng đơn phương tuyên bố việc quyết định chủ quyền. Xét bối cảnh lịch sử cùng với quy định pháp luật Việt Nam giai đoạn 1958, chúng ta có thể thấy thủ tướng Phạm Văn Đồng không có ý định và cũng không thể phát ngôn thừa nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc như luận điệu mà phía Bắc Kinh nói lâu nay, giáo sư Ngô Vĩnh Long kết luận Thứ hai, Trung Quốc không có cơ sở nói Việt Nam từ bỏ chủ quyền. Cùng quan điểm với giáo sư Ngô Vĩnh Long, đại tá Raul Pedro Do cũng cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng chỉ đơn giản là bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam với chủ trương mở rộng vùng lãnh hải từ 3 hải lý ra 12 hải lý trong tuyên bố của Trung Quốc năm 1958. Công hàm Phạm Văn Đồng không hề công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Việt Nam Cộng Hòa mới chính là quốc gia kiểm soát hợp pháp hai quần đảo nói trên giai đoạn 1958. Hiệp định ghe ve năm 1954 đã chia lãnh thổ Việt Nam thành hai phần với danh giới là vĩ tuyến số 17 và dự kiến thống nhất thông qua bầu cử vào 20 tháng 7 năm 1956. Cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì thế đều chịu quyền quản lý của chính quyền miền Nam, chính là Việt Nam Cộng Hòa, ông Raúl Pedro do phân tích. Dựa trên các bằng chứng lịch sử và pháp lý, đại tá Raúl Pedro do kết luận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực tế không có chủ quyền và cũng không thể thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo nói trên. Thế nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể có tư cách pháp lý để tuyên bố từ bỏ chủ quyền lãnh thổ hay công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở các quần đảo vào thời điểm Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm năm 1958. Nói cách khác, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền gì để từ bỏ hay chuyển nhượng sang cho Trung Quốc cả. Cần nói thêm, tháng 8/2014, Đại tá Raúl Pedrozo đã công bố một báo cáo với nhan đề Trung Quốc và Việt Nam phân tích các yêu sách chủ quyền đối lập tại Biển Đông trên Trung tâm phân tích Hải quân Mỹ. Trong đó, ông Raul Pedro do nhận định nhìn từ các thực tế lịch sử và pháp lý, các quốc gia khác có yêu sách ở Biển Đông, bao gồm Trung Quốc không có cơ sở để cho rằng Việt Nam đã không thực thi quyền kiểm soát hữu hiệu đối với các đảo ở Biển Đông. Họ cũng không có bằng chứng để nói Việt Nam đã từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với Trường Sa, Hoàng Sa. Mặt khác, đại tá Raul Pedro do cũng khẳng định Việt Nam có yêu sách chủ quyền thuyết phục tại Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các chứng cứ về mặt lịch sử lẫn pháp lý trái lại, sau khi Việt Nam đã xác lập chủ quyền hợp pháp và hữu hiệu hàng thế kỷ, Trung Quốc mới bắt đầu thể hiện ý định chiếm hữu hai quần đảo trên. Việc Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo Phú Lâm và đảo Ba Bình năm 1956, toàn bộ Hoàng Sa năm 1974 và một số thực thể khác tại Trường Sa năm 1988 đã vi phạm khoản 4 điều 2 hiến chương Liên hợp quốc. Chính vì thế, theo ông Raul Pedrozo, Trung Quốc không thể tạo ra danh nghĩa rõ ràng ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thứ ba việt nam không vi phạm nguyên tắc s apper cũng liên quan đến công hàm phạm văn đồng phía trung quốc cáo buộc việt nam vi phạm nguyên tắc s apper theo giáo sư ngô vĩnh long hiểu nôm na s apper là sự giao kèo tức là giao ước hay hợp đồng giữa hai bên hay nhiều bên với nhau mục đích của s apper là để ngăn ngừa việc các quốc gia có thái độ trước sau bất nhất để trục lợi gây thiệt hại cho nước khác một trong những quy tắc s apper được dùng nhiều ở một số quốc gia là Promissory s apper giao kèo bằng lời hứa Quan điểm của phía Bắc Kinh là công hàm Phạm Văn Đồng đã hứa công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa, Hoàng Sa nhưng hiện tại Việt Nam nói mình có chủ quyền đối với hai quần đảo này, tức là Việt Nam đã không giữ lời hứa. Song lập trường của phía Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, tòa án công lý quốc tế e ICJ trong phán quyết việc Úc và New Zealand kiện pháp vụ thử hạt nhân nói rõ, khi các quốc gia đưa ra lời tuyên bố hạn chế tự do hành động của mình, thì phải giải thích cụ thể ngoài ra khi xem xét nội dung của tuyên bố đơn phương thì phải xem lời văn trong lời tuyên bố có biểu lộ một ý định rõ rệt không đối với công hàm phạm văn đồng như đã phân tích việc soi xét bối cảnh lịch sử và thẩm quyền phát ngôn cho thấy văn kiện này không hàm chứa một lời hứa nào về chủ quyền của hai quần đảo trường sa và hoàng sa trung quốc cũng không thể dựa vào công hàm phạm văn đồng để chứng minh thủ tướng phạm văn đồng có ý định hứa và lập giao kèo công nhận chủ quyền ở hai quần đảo với trung quốc giáo sư ngô vĩnh long kết luận